Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình lại xuống dưới nông trại để review cho mọi người xem cái công việc hàng ngày ở dưới nông trại này đã được như thế nào nha mọi người. Hôm qua thì sau khi mà thưởng thức cái món ăn của bà chủ Mimi mình nấu cho các bạn dưới nông trại thì hầu như các bạn này rất là thích thú. Cái lúc mà đi về thì các bạn cũng có nói với bà xã mình là bữa sau này nấu tiếp cái món đấy cho các bạn này ăn này. Thì tụi mình cũng có nói với các bạn ấy là ngày hôm sau sẽ nấu cái món đầu, nhưng mà đầu đấy sau sẽ chế biến theo một cái món khác ấy, chứ không nấu đậu phụ sốt cà chua nữa. Ngày hôm nay thì cái công việc là cuộc đất trồng rau thôi mọi người ạ. Hôm trước thì mấy anh em ở dưới nông trại còn đi lên trên chỗ bác sĩ xin được cái giống rau khoai lang ấy, thì cũng đã cho tiến hành trồng ở khu vực ngoài này rồi này. Đấy. À, chỗ này là cái chỗ mà cái gì nhỉ, rau xà lách. Đấy là cái giống rau xà lách mà nhà mình để làm giống đợt trước ấy mọi người. Gieo ra ngoài này thì nó lên cũng khá là xanh này. Đấy, để mình mượn cái nào. Đấy, nó lên khá là xanh này, rất là đều. Mình không biết là sau này thì nó lên to lên thì nó có là gọi là nó cái cây nó có to hay không ấy. Đấy, gác bây giờ có vo đấy em ạ. Cái này giờ cho làm gian để trông được đây này. Chan thì mình có ở đây đây này, mình có cho các bạn ấy đi chặt về để mà trông dọc hai bên mương này này. Anh nghĩ là cái gấc á, là nên trông ở xung quanh cái chỗ mà bờ hồ em ạ. Ở đây có mấy cái cây to ấy, cho nó treo lên chẳng hạn thế này này. Thế thì cũng được. Gian này mình làm dọc ở đây thì mình lại trông bầu bí. Đấy nè mọi người, mình cho các bạn đi là chặt những cái cây gọi là cái của cái tràng này này, cái tràng chữ Y này như thế này này, về để gạt cho nó dễ ấy, cho nó nhanh ấy. Đấy. Ở bên này em này. Đấy, gấp cho chỗ trong chỗ này này là vừa đẹp mà vừa kiểu như có cây nó ở phía trên nó có nhiều nhánh ấy, nó lên nó bò ra. Ở nhà thì thường là người ta cũng trông ở gốc cây mà. Đấy, chỗ này là đất bắt đầu làm được như thế này rồi này. Đấy. Bạn hiện tại là đang làm đấy. Chỗ này thì mình quyết định là cho trồng một ít bí với một ít khoai lang em nhỉ. Trồng để lấy lá ấy bán ấy. Làm bí ở đây cũng phổ biến nhiều, Là các bí bạn với cũng thích. rau khoai lang là ở đây là vẫn nhiều mọi người ạ. Còn ở cái chỗ mà bắp đấy này, ở phía trên những cái chỗ mà cây nó chưa lên này thì mình cũng có cái ý định là để dầm vào với cả có thể là trồng xen kẽ đầu vào, nhưng mà tại trời không mưa, thành thử ra là 4 ngày đấy em nhỉ, 4 ngày là không có mưa đấy, nhưng hiện tại là vẫn phải đang chơi trời mưa xong rồi mình mới dám gieo xuống ấy, không là nó hư mất, nó không lên ấy. Bên này là cái khu vực khoai lang trong để lấy củ này. Đấy, hôm bữa lấy nhiều như thế mà cuối cùng vẫn không đủ, nó còn thiếu 2 luống nữa, mai mốt thì lại lên xin bà cái một ít nữa. Bác sĩ của ba cũng bảo là cho mình giống đấy. Được nha, mình ghé qua chỗ bác sĩ của ba hỏi thăm bà cái một chút đấy, thì cũng được cái bà cái hứa là sẽ cho giống ấy, ở trên đấy nhiều. Đợt này slide trong sang bên này em nhỉ. Sẽ lại bây giờ sẽ trông sang khu vực ở bên này thì đổi địa điểm gọi là đất nó có phù hợp hay không? Nhưng mà bữa trước trong ở đấy là vẫn đạt đấy, cây vẫn to mà. Đây là cải Angola Cái hôm bữa mình tưới một bữa đàm đam luôn. mà bây giờ thấy biến hẳn. Bây giờ bạn sùn giống như kiểu là cái công việc bạn quen đấy, bạn biết đấy. Khi mà mình cứ làm xong cỏ này rồi vun xong gốc là bạn từ bàn đi bạn lấy cái mún cưa với bạn phủ luôn, hầu như là cái công việc mà hàng ngày mà của bạn quản lý với giáo bàn giáo việc lại cho bạn sún này. Cái này chưa tốt rồi đấy nhỉ, bắt đầu bén này. Này gừng cũng đâm chồi tốt rồi này. Ôi gừng sao tươi mà lo hết củ ấy này. Để bảo cho các bạn là vun cái đất nó lên thì rồi xong đập mún cưa vào cũng được mà. Thay vào phủ cỏ thì mình phủ mún cưa cũng được đúng không?
Cái su hào này thì không ăn thua rồi, su hào này chắc không trụ được rồi mọi người. Ơ cũng có những cây tốt đấy kìa. Có mấy cây Hào bữa ướm được ít giống quá ấy. Ôi thì cái này bảo ấy đưa rổ ra ngắt ngon đi, ngắt tròn đi, để em vào bán. như vào lấy đi, vào lấy ra ngắt đi. Cái ngông này to rồi, ăn được rồi mọi người này. Mình ngắt đi để cho nó lên cái ngông khác ấy. Cái những cái như này là sao bé tí mà nó lấy ra hóa đây này. Nó lên hóa như thế này là phải tiến hành ngắt hết đọt đi để mà cho nó lên những cái nhánh khác ấy. Xuân, complimenta. Xin chào. Xin chào, ok. Xin chào mọi người, tên là Xuân. Đấy, bạn Xuân này, bạn đang gài đấy. Ý Xuân, Xuân này. Después así infantan, ¿eh? Anda que o se va la tira mete, ¿eh? ¿Entiende? Đấy, nói bạn ấy là nếu mà chỗ nào thiếu ấy, chỗ nào mà cây không lên ấy, thì bảo bạn ấy lại đâu cái chỗ vườn ươm kia, xong rồi bừng cây ra ngoài này tỉa rằm vào. Em thu hoạch nhá. Cắt đi. Mấy ngày này không có mưa ấy, nên phải tỉa tay đi. Cứ tới tầm khoảng 3:30 4 giờ chiều là phải cho tập hợp tất cả các bạn ấy tới. Đang còn non đúng không? Dạ. Thế này sao mới ngon? Cái nhỏ nhỏ mà lên hoa cũng ngắt đi chứ. Có chứ. Những cái mình cắt như thế này là bắt đầu nó lên cái có cái nhánh bé bé đây này. Ở ngay giữa cái lá này với cái thân ấy là nó có cái nhánh bé bé này. Chẳng hạn như bên này cũng vậy này. Đây. Bắt đầu lại nứt cái khác lên đây này. Đi xuống tập ấy. À, aquí cuando corta así. ¿Ves? Él ve aquí pequeño. Aquí él va a crecer más. ¿Está bien? Igual tronchunda. Cuando você corta él también va a subir. Cái nhỏ thôi thì đừng cắt em ạ. Không, bị ra hoa hết rồi. Ra hoa. Mấy cái này sao nhỏ mà nó lên hoa sớm thế? Nó bị coi á, nó không vượt được á. Cái này giờ tưới đạm cho thì ít bữa nó sẽ vực, nó tốt lên liền. Kiếp được bao nhiêu ngon mà chơi cả cái rổ to thế. Bạn rổ ra bạn đưa cho em đấy. Cháu lấy cái rổ bé, có cái rổ bé mà. Hả? Nào, isso có vẻ có mẹ assim Flória. Muito bom. Vai provar tudo. Đấy. Sau này là sẽ cho các bạn ấy là thưởng thức tất cả các cái sản phẩm của nông trại trong ra. Cái to to cái cải gì chứ? Cái nào? Cái này hả? Cái này cũng cài như thế nhưng mà nó ra nó lên hoa có quả này. Ra hạt luôn này này. Đây, có giống đấy mọi người này. Mỗi mùa mình để dành một ít giống từng loài ít đấy. Là sau này là giống thì tháo hôm mà trồng luôn. Em thử cắt bằng móng tay coi sao nhá. Dễ cắt lắm. Đây. Nói chung là thu hoạch được từng này rồi mọi người này. Đấy. Ui cái này nó chuẩn bị ra rồi hay sao này. Ra hạt đi. Mày dạ. Cắt kịp thì không là để nó ra mà tên là hư hết cây ấy. Lên nhưng có cong bông này. Cái này sao rất là ngon. Giờ về bọc này. Đấy. Đang nón thì chẳng cần bóc đâu. Đúng không? Chắc là em nghĩ vẫn phải bóc. Sự ăn nó dai á. Hy vọng là sau cái đợt này, đợt cắt ngọn này là sẽ có ra những cái cây nó bù bẩm hơn, nó to hơn. Mà hình như đợt này nó thiếu nước ấy. Mình tưới như thế mà sao nó nhìn nó kém nhỉ. Tôi đi vào để ra đằng sau xem thử coi các bạn đang làm gì sau ấy.
Vâng ạ. Anh ơi, bí đẹp đây này, bí hoa nhiều đây này. Bí có hoa nhiều đây. Bí bây giờ cao lắm đây. Vai quạt đằng. Hai cây nó bám vào nhau à? Dạ. Đấy, bí hoa nhiều lắm đấy. Nhưng mà tao vẫn chưa thấy có trái. Thấy hoa được tí nhiều à? Cái bên này mới gọi là cao luôn đấy. Nhưng mà vẫn chưa thấy có trái nhỉ? Chỉ có thấy hoa được à? Làm hồi này thì cây được luôn. Không, chắc không có đâu. Hôm qua là nhà mình thu một cái lửa sắn mà đợt phới đầu tiên ấy là đã thu rồi, xong rồi đem đi sấy rồi mọi người ạ. Còn một ít lửa sau này nữa thì đang chờ để phơi khô hẳn đi rồi đem đi sấy luôn. Hôm qua là sấy được hai cái sấy hai bi kia, được một cái số to ấy. Anh bạn đâu khô lạ đấy? Khô lạ thì là được củ ấy còn gì? Chưa, em thấy hôm qua em thử móc một củ mà củ nó nở lắm, củ nó nhỏ lắm. Đây này. Chưa được thì cứ để như thế mà sao nó héo sớm thế nhỉ? Biết vì sao ở đây đợt trong hành cũng được hay sao mà héo thật. À đây này, những củ đấy thì to này. Nhưng mà cái hành này đâu phải hành tây đâu. Hành tím. Hành tím hành hương của mình. Ấy rồi. Xả bắt đầu tốt đây này. Ngày hôm qua phía đằng kia là có rắn bo dọc mướng đấy mọi người. Cái chỗ đâu này này, đấy là sáng nay là mình cũng cho các bạn ấy là tiến hành gọi là phạt cỏ quanh cái đường đi chỗ đấy đó. Cái chỗ ngay cái chỗ mướng này, này chỗ phạt cỏ đấy. Phải không? Để nghe mang ra bê số. Mẹ tê y xua xin lấy xì mà. Yeah. Phía bên này là bò sáng cái gian mới đấy đấy, bò mạnh luôn đấy. Trái nhiều lắm anh ạ. Này. Đây này, trái này. Đây. Trái rất là nhiều luôn. Này. Ồ, nhưng mà bị con gì chích rồi này. Đấy, chắc lấy con ong đấy rồi. Chắc là bây giờ phải mua cái bao bọc á. Ôi, có cái quà trên kia sao phải vàng ấy. Đâu? Ở trên này, đây này. Thế là bị con ong nó chích rồi. Ôi, không được rồi, không ổn lắm rồi. Chắc cái này là giờ phải cho các bạn một cái báo á, bọc lại chứ như thế này là không ổn. Cái nó hỏng hết ấy. Cây luôn. Vâng ạ. Với cả để xem thử cái bẩy, xem thử cái bẩy ruồi vàng có được không. Cũng nhiều khi là cũng bị cái con ruồi vàng ấy. Phải không? Về, có mua mì muốn đi từ đấy. Ừ. Một cây hai bắp luôn anh này. Đây, đây là bắp ăn con lá đấy. Ăn con lá thì mình trồng theo cái phương pháp của mình ấy, từng cây một đấy. Thì nó cáo và bắp mỗi cây được hai trái và trái nào cũng to ấy. Ừ. Đấy, này, chẳng hạn như đây này. Này. Rồi còn bên này này này. Đấy. Ừ. Ta về. Planta xin Nutrieleten, ¿sabes? Por eso, después hizo grande. ¿Viste? También grande. Uy, bắp này mới to này. Uy, quả này là khủng luôn đấy. Nhưng mà sao lại có một cái bắp chết ở phía đằng này nhỉ? Đây, thành hai bắp. Ừ, sao đây? Nào nào coi nào. Sao lại cái này này mọc vào đây nhỉ? Đây, quả này thì to. Đây này. Đấy, mà cái này thì mọc chẹt vào giữa này luôn. Lạc có hoa đấy anh. Hoa nó khô hết rồi đấy. Đây, hoa nhiều lắm. Đấy nhá. Đây. Ừ. Phía bên này không thấy. Ấy dòng. Você tem que dar beso a junta terra. Junta ra, nesse tempo pode junta ra. Sim. Yeah. Ok. Quando isso flor dele, quando desceu vai que sem, são sempre coisa dele. Zinguba. Yeah. Yeah. Na trai fez, ó.
Tem uma cachoeira na Natariz. Aqui também tem um. Lá também tem um. Cotazá. Yeah? Tuổi gì thế? Tuổi mộc nhà mình thì gọi là tháo hồ luôn. Nhiều nhỉ? Cái bên trong này có mấy cái luôn này. Cái hoa to. À, hoa này bữa nào làm gỏi cho các bạn đi anh. Ừ. Cho các bạn thưởng thức gỏi hoa chuối tai heo á. Được, hôm nào sẽ làm cho các bạn món nộm hoa chuối tai heo. Ở cái khu vực Bắc phía sau này thì hầu như cũng đã là đổ đông ra quả rồi nha mọi người, ra trái đây này. Chỉ có những cái cây nhỏ nhỏ như thế này là tại vì đợt trước là mình có dăm lại ấy, nên là nó chưa ra. Còn những cái cây kia ấy thì nó ra hết thôi, rất là cao luôn. Đấy. Cái này nó tầm phải như cái này là phải trên 2 mét này. Phía bên này anh tính cho là trồng cái gì vậy? Ở cái chỗ này thì trồng đầu và trồng ấy thôi. Còn cái chỗ này thì sau này em muốn làm một cái nhà ở phía trên này đấy. Đấy, phía nhà ở khu vực phía trên này. Còn cái chỗ khu vực này là sẽ làm cái khu vực sân ấy. Kiểu như sân vì buổi chiều nó có bóng râm ấy. Mình đậu xe hoặc là làm cái gì đấy thì nó sẽ ấy hơn. Mát mẻ nhỉ? Mát mẻ, nó thoáng ấy. Còn ở phía bên này thì vẫn... ở trong lạc và trong đầu hoặc là sắn này, ở chỗ này thì sắn này, dốc đôi đấy thì trong sắn cứ để vậy thôi. Hôm bữa em còn nói chuyện với anh đi tu á. Em hỏi là thì giờ bé mất rồi thì giờ ở đâu à? Thì anh bảo vẫn còn ở chung với mẹ, nhưng mà kiểu nhà mẹ chật á. Thì muốn là mình giúp đỡ là ra ở ngoài trang trại này này. Hay là hôm nào nếu mà bữa nào mà làm nhà ở đấy thì cho anh đi tu ra đây ở. Cũng được mà, chỉ sợ anh không ở thôi. Nói chung là làm nhà thì là vợ chồng mình cũng muốn làm thêm những cái căn nhà ở từng góc của trang trại ấy, để là có người trông coi là cái thứ nhất. Thứ hai là mình cũng muốn là cả bạn nếu mà không những bạn mà không có nhà ở trong thành phố ấy, đang đi thuê hoặc là như thế nào để muốn ra ngoài này ở lâu dài và làm việc lâu dài ở ngoài này này thì sẽ làm nhà cho các bạn ấy. Nói chung là cả bạn ở ngoài này luôn để mà vừa tiện lợi về cái thời gian này. Về thứ hai là cũng đỡ tốn kém với tiền bạc ấy. Đấy. Thế để tí em thử hỏi coi anh đi tu anh có thích không nhỉ? Ừ. Em cảm nhận là anh đi tu anh ra đây làm anh vui vẻ hơn là anh đi làm ở trang trại của anh ấy. Tất nhiên rồi, ra đây thì đông người là thứ nhất này. Thứ hai là cũng không lo nghĩ về cái vấn đề là ăn uống ấy. Nói chung là như thế thì sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Barriga, cumprimenta. Obrigado, chef. Cumprimenta, senhor. Boa tarde, chef. Vietnamita. Tu tá mongolão, tu tá na Jorge. Barriga là một cái biệt danh gọi là bụng bự ấy. Ở phía này thì cây đầu á thì mọc là đều nhỉ? Có điều là vẫn bị cái giống như đợt trước ấy là đã bị con bò hoặc là con sấu gì nó ăn, nó đục cho thủng lá ấy này. Này, đầu thì đợt trước cũng lên rất là đều, lên rất là đẹp. Đấy. Còn ở phía phần dưới này là cái phần đợt trước nó mưa nhiều mọi người. Mưa với cả là nước nó ngập lên ấy, nó dâng lên ấy, kiểu chất đất nó bị phèn hay sao ấy. Là đợt đấy là cái đầu giống, hạt giống đầu nó bị thối rửa hết ấy. Đấy, dưới này thì anh đi tu và các bạn ấy đang làm cỏ đấy. Nghĩ tu, bố ta đi. Bố ta đi, mama. Bố ta đi, dì nữa. Bố ta đi, mama. Como? Tudo bem? Sim, tudo bem, mama. Mama lá em casa. Mama tá mais ou menos, né? Tá normalizado. Yeah. Nghĩ tu, sabe que? Eu quero perguntar. Aquele dia você conversa com eu, disse... agora ainda fica junto com mãe, né? Sim. Casa não é muito apertado? Tá muito apertado. É. Agora... eu vou construir casa aqui. Vai, quero vir vivo aqui? Sim, sim, mãe, quero. Gota? Sim. Vai vivo como com quem? Com sozinha e vai ter mais mulher? Depois de um tempo, vou arranjar uma companheira, vamos ficar mesmo aqui a viver. Verdade?
Sí. Fazer casa depois, viva aqui, tem que pagar renda. Tá bem. Ừ. Đang đùa với anh ấy là cháu này làm nhà cho anh ấy ở đi, bảo anh ấy là trả tiền thuê trọ đấy. Tu sei gota casa qual é? Tipo lá embaixo mesmo? Não, não. É bom ali assim. Onde está aquele milho que já partiram? É. Porque ali já localiza essa baixa toda. Eu, anh ấy là muốn làm nhà ở trên cái khu vực thế này này, cái chỗ ba bài ngô mà cao, ở chỗ có mấy cây xoay ở thế này này. Còn mình thì mình muốn làm ở đây, cái bên này, đấy, chỗ cái cây có một cái cây gọi là cây dâu da trên này này, chỗ này là cũng có thể là quan sát rất là tốt, cả cái khu vực phía dưới ấy, đấy, đấy mình muốn làm thế này, eu quero aqui lá em cima. Aí em cima, aqui nós assim Angola, não dá para construir em frente de pau de gajajeira por causa da faísca. Caiu? Sim, a faísca corta muito esses pau, não se dão muito. As trovoadas. E aí, Paulo, que coisa lá, né? Ela não vai brigar, velho. Não, pode não, frente, pode atrás ao lado dele. Sim. Aqui assim. Eu quero sombra. Mas aquela sombra não dá, é uma sombra que não merece. Ah, é? Sim. Ah. É, sombra de gajajeira é perigoso. Hay là làm nhà phía trên mấy cái gốc xoài trên kia anh? Ừ, nói chung ở trên kia cũng được. Tại vì ở trên khu vực trên kia là ở phía đằng sau của cái khu vực sát biên với cái nhà xưởng của một người công ty ăn con lá đấy. Thì là ở đằng sau đấy là vẫn còn đất của mình ấy. Nên là mình cũng, nếu mà làm nhà trên đấy cũng được. Bởi vì là anh có thể là quan sát cái vùng đất phía sau đấy. Sau này mà mình có thể là cái vùng đồi cao ở trên đấy là mình có cái dự tính là sẽ trồng cây ăn quả ấy. Nên là có thể là anh ở đấy, anh trông coi ở màn trên đấy được. Sau này các bạn ấy, còn những ai mà không có nhà hoặc là muốn mình làm ấy, mình có điều kiện hơn ấy, thì mình sẽ làm những cái chỗ, những cái góc này này. Đấy, những cái góc ở những góc của nông trại mình nhé. Ở góc này rồi, những cái góc ở phía dưới này nữa này. Đấy. Anonito, isso terreno, vai plantar qual é mais melhor? Aqui mesmo, jinguba. Jinguba? Sim. Jinguba mesmo aqui. Vai dar bem. Muito bem. Ah. Assim, agora fazer assim. Eu vou trouxer jinguba planta. Deixa só coisa, né? Temos que cavar. Sim. Aqui, cavar aqui, vamos já cavar depois de deixar aqui. Agora é o feijão. Feijão, se eu fazer mais uma semana sem chuva, vai a caminho de estragar. Deixa feijão. Tá pedir água, sim. Tá pedir água. É, yeah, bomba, é? É fósforo. É. Tá Ê, chiều nay là tiến hành gom sẵn nha mọi người. Anh đi tu với cháu anh ấy với cả Mimi là đang phân loại ấy. Phân loại tức là để lừa mấy cái to ra một chỗ ấy. Con với cả phải sẩy nữa, sẩy để cho cái như này này. Những cái mà lá hoặc là những cái sớ cái sẩy ở trong này này. Cái như thế này mọi người nó bay ra này. Đấy. Nó sẩy lên là nó bay ra. Như kia. Đấy. Đó là cái kinh nghiệm của mấy anh ấy làm nhiều rồi, mấy anh biết đấy. Sẵn là mình làm được nên là nó sạch ấy. Phơi trên này nó sạch, ở chỗ này nó ít bụi nữa. Chứ nhiều người ăn có lá họ làm sẵn này, họ làm bột ấy, để khi mình đi mua về ăn, ăn rất là nhảm luôn. Aquele lado também já tá bom, né? Anito. Aquele lado também já tá bom. Aqui nós estamos, então, aqui. Nessa. Ainda não sou. Depois vai lá ver. Tá? Se dá pra juntar. Esse é o pequeno? Sim, é pequeno. Daí lá, cái chỗ mà vun hơn này. Nó nhỏ hơn đấy. Như thế này này, bột bột đấy.
Đấy, vun hết. Cái này thì phân loại ra. Loại này thì nó có lẽ là không được ngon bằng cái loại to kia. Loại to kia vài bữa sấy thì nó ok hơn đấy. Đấy, cái chỗ vun vun thì bỏ chỗ này. Con ngày to to kia thì đang để ở phía bên kia kìa. Nắng à? Nghỉ cùng tôi chứ, xuống đây mấy bữa là bây giờ đen giá đây, chảy hết giá đây, mấy bữa nay nắng ấy. Cái này nó to hay nhỏ đấy? Nhỏ à? To thì riêng ra đây đúng không? Nhỏ là nhỏ, nó để còn xay trước á. Người to thì mình có thể cất lại để được lâu hơn á. Nó mềm này, bây giờ nó kiểu như nó ấy nhỉ, nó khô rõ mà giòn bên này, cái đồng dạ bằng tinh. Bữa sau biết như nào không, mình ngâm vừa vừa thôi, mình đừng ngâm kỳ quá ấy, nó nạt hết đúng không? Nhưng mà các bạn này bảo phải là ngâm như mềm mới làm được cái bột cung đó. Cho đợt trước mình mua thì cái này nó to nhỉ? Không, cái này có hai loại. Đó là kiểu mùa này mùa mưa là các bạn làm như thế này để phơi cho khô nhanh. Còn giống như mùa nắng tháng 5, tháng 6 mùa nắng á, là người ta lại phơi một củ sắn nữa. Người ta chẻ đôi chẻ ba là người ta phơi như thế ngâm như to luôn á. Thì là vẫn phải ngâm nhé. Vẫn phải ngâm nhưng mà phơi kiểu phơi bằng miếng á. Thì mùa đó là không có mưa nên là sơn hồng á. Mấy hôm là mình đã có gom được hai bao rồi. Hai cái bao vừa vừa thôi, hai lưng bao này. Đi xay đây. Xay mấy ngày hôm nay là các bạn ăn bột ở đấy đấy. Các bạn bảo là bột ngon, trắng. Bột này của nhà làm được ấy. Nên là ngon. Mình làm ở đây đảm bảo cho có nhiều người họ làm áo học bạc đồ ngâm phơi như mình á. Ừ. Người ta lại phơi ở dọc bờ đường. Có nhiều người họ phơi ở ngoài đường nhựa luôn mọi người. Họ ngâm xong họ đưa lên đấy không có bạc đâu. Để khi ăn là nhảm lắm. Máy là còn nắng như thế này phơi sẵn nó mới khô ấy, nó nhanh khô ấy. Cái sẵn này cũng khô đó đi. Lúc nào dành đi xuống thu hoạch thì dành một ngày xuống thu hoạch thì dễ phơi chỉ lắm. Đang bảo cho xong đấy, xong cái này mình xuống đấy. Đang bần quá, ba con phải theo xe này mà. Isso de ainda tem solo bem. Nós melhor cavar cedo. Dá para fazer, né? É melhor aproveitar mesmo que tem solo, que tá bom para aproveitar mesmo já para fazer bombom. Senão, agora chegou o tempo da chuva. Assim, eu vou perguntar à chefe Alice. Vai conseguir qual é dia? Vou lá baciar também. Tá bem, tá bem. Lá tem o quê? Lá tem... Sou manzoca? Sim, naquela lavra de momento lá só temos mandioca aí. Mas vamos meter já um outro tipo de produto também. Yeah. Pronto. Mas também lá fica muito isolado, né? Sim, sim. Na lavra? Tem. Não, tem algum vizinho, mas aí fica mais isolado que o vizinho. Porque de manhã todos estão mais na lava a trabalhar. Não, mesmo na lava. Nas cubanas. Opa, e arranca a mandioca? Vamos lá esta semana ou a outra? Primeiro eu venho ainda, meu trabalho ainda. Eu tenho que organizar, tá vendo? Mình cũng muốn lá đi xuống dưới kia để nổ sản ra nhé. Đủ để làm vườn này cho nó gọn gàng ấy, để mình không phải lần cần ở phía dưới đấy nữa. Bút đeo, dạ bút này. Mà DVD đổi chứ, cột ta đổi. Nhưng mà mình còn công việc xe cộ nữa nên là mình cũng phải đang phải sắp xếp cái đã. Sắp xếp xong xuôi rồi thì mình mới xuống đấy được. Anh đi tu với các bạn ấy đã gom lại đấy.
Đấy, cũng là khá khá. Từng này là ăn được khoảng bao nhiêu nhỉ? 5 xu. Tại vì một ngày là mình phải lấy cho các bạn ấy là gần một cái bao bao to, nghĩa là một nửa bao đấy. 4 vi như thế này là ăn được 1 tháng. 4 vi này á? 4 vi này 1 tháng này. Về cái bột phun để cho các bạn ăn thì coi như là mình cũng không phải suy nghĩ nữa đây này. Ở bên kia có cái chỗ đi vào không? Đấy, chưa ra một cái chỗ để mà đi vào cái tủ thuộc gia đình ấy. Đấy, vừa vào đây được. Ồ, Pinto no tem força. À. 4 bao là được 1 tháng đúng không? 4 bao 1 tháng mà bây giờ là mình được 6 bao với lại hôm trước 7 bao lộn. Hôm qua được 2 bao thế sấy luôn. Bây giờ là mình được 7 bao với lại hôm qua là sấy 2 bao. Hôm qua mình sấy ao 2 bao lứng thôi. Đấy. Tức là thành cho là tính ra là thành tạm được 2 tháng đấy. Tính ra là mình sẽ với lương công nhân nhưng bây giờ là ăn được khoảng tầm độ 2 tháng. Đấy, cái bao tô này là nặng này, bao này là bao 150, bao tà rưỡi đấy, còn cái bao dưới là bao nhỏ, bao dưới là bao 50 kg á. Cái bao tô này là tại vì cái bao này là bột nó nhỏ ấy, cái sắn nó nhỏ, sắn bột kiểu dạng sắn bột ấy, nên là phải để lên trên này để mình ăn trước ấy, còn ở những cái bao phía dưới này là sẵn tối nên là mình sẽ dùng sau. Cuối tuần công việc là rảnh rỗi thì mình đi xuống dưới kia mình bắt đầu nổ sẵn cho anh luôn. Đây là hạt mùi bây giờ đã được như thế này đây. Ya junta todo con concos. Tu akale jeboa dondo. Đây đây là jeboa dondo này. Đấy, mình chơi hiện tại là giống được nhiều lắm các ạ. Giống ở đâu cũng có ấy. Mà từ mỗi thứ mình cất một ít ấy. Để mua tới đây là mình có giống để mà trồng ấy. Được rất là nhiều. Bây giờ thì mình cũng tạm dừng cái video ở đây để cho các bạn tập trung vào tưới rau trong vườn này, tại vì cũng khá là chiều rồi, hơn 4 giờ chiều rồi. Mình cũng xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào và hẹn gặp lại.